Thưa quý vị, West Virginia tê liệt vì rò rỉ hóa chất. Tin từ West Virginia, hơn 300.000 cư dân ở tiểu bang West Virginia đã 3 ngày chưa dám tắm rửa và giặt giũ hoặc là uống nước máy do nguồn nước tại đây bị nhiễm hóa chất. Ước tính khoảng 4.400 gallons hóa chất dùng trong ngành công nghiệp than đã tràn ra sông Elk vào ngày 9 tháng 1, khiến cho nhiều người hoài nghi về độ an toàn của nguồn nước máy. Thống đốc Earl Ray Tomlin đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 9 quận hạt và Tổng thống Barack Obama cũng đã đưa ra tuyên bố tương tự tại đây vào ngày 10 tháng 1. Vụ tràn hóa chất đã buộc các trường học và công ty tại Charleston, thủ phủ West Virginia, đóng cửa. Trước đó, thì hóa chất methanol for methane cyclohexane được sử dụng trong ngành công nghiệp than đã rò rỉ ra sông Elk ở Charleston. Nước nhiễm hóa chất này có mùi như là cam thảo và không gây chết người, nhưng chưa rõ ở mức độ bao nhiêu là an toàn. Đại diện một công ty cung cấp nước cho biết hóa chất trên có thể gây hại nếu nuốt phải và có thể gây ra kích ứng da cũng như là mắt.